nước nó lẩm bẩm luôn ạ. Dân xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay ba chị em của Dân đi đặt lợp. Dân đặt ở trên ruộng nè. Chị cầm lại cho em đi. Em sẽ đặt ở trong cái cỏ này. Em sẽ úp xuống đây nó sâu thêm. Ba đó đi. Cô hỏi lỗi theo chương chính đang học nghề đặt lợp mà. Trời. Mình chặn trong cỏ này nè. Đây. Ồ, gì nè. Trời, bức cỏ không lên luôn chứ. Củi ngoài cô, củi lắc đạ ngoài lên luôn đúng không? Bức cỏ nó bị bức đạ vậy đó. Trời ơi, cắm đầu ông lặng ơi. Thôi cái mình đậy đất lên đừng cho nó gung ginh cái cỏ. Em sẽ dạt cho một cái đường này cho cá nó vô cho nó đẹp không. Đó không chờ cái đường này vô lên cho cá nó thở nè, còn cái đường này để cho cá nó vô. Đây mình đặt trên đó một cái nè. Cô chú ơi. Dân xin chào các bạn. Sáng mai ba chị em Dân đi dỡ lợp. Hôm qua mình đặt ở cái bụi cỏ này. Ủi qua cái bụi cỏ luôn. Tới đâu đây? À, có thấy cá động 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 trong này là mới chín con gì? Nè, nó động động nước trong này nè. Nó lội lội. Wow, trời chị ơi. Ôi, con cá chê bự rồi nè. Chị ơi, thấy ham không? Ở trong cái đám cỏ nè, quá trời bự cá. Cá chê này nuôi người ta nuôi á, chắc đi á cô. Mấy bữa trước mưa bão á. Mưa cao quá, nước cao quá. Hôm qua vẫn còn mưa bão, bữa nay không có mưa bão nè. Bữa nay nắng. Chắc sợ đó, thấy ham á. Có mấy ốc. Ôi sáng mình có cá ăn rồi. Ơi mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Mừng hơn quá đi chợ về. Mừng quá sát là mừng. Cặp mẫu cá ăn rồi. Cặp mẫu mình đặt bên kia, mình đi mẫu ở đây để bước qua mẫu. Rồi. Thấy bên đây nước trong chấm này sợ cho nó sâu. À, bơi dưới đây sâu nè chị. Cá quá trời ngon ha. Cá thấy ham trời. Con bự con nhỏ. Đúng rồi. Tới. Tính đi cuốc giá. Chấm hay quá hả? Chấm hay luôn. Mình lấy cá thấy ham đi ra nội. Tôi cũng chạy lên trước cho. Ôi, có nữa, có nữa. Nè. Ôi, cá lóc với cá chê. Cá sặc luôn. Ốc luôn. Cá sặc ốc nữa. Quá. Con nào vô là dính hả? Chỉ có cá lòng tông vô là ra được thôi. Ừ. Im nha. Dễ vậy. Sao dính được? Cái lỗ nhà bá gì sao dính? Mừng quá bà ba ơi. Ngắt luôn. Xá. Ôi vui quá xá bà con ơi hả? Ừ. Vui quá xá bà con ơi. Bông này hoặc đâu đông bông điển gì á? Không phải, điển gần cây cỏ. Tính nói là đông điển điển á. Cái này là cô. Cái này cây cỏ. Ừ. Dưới đây cho nó cho nó sâu. Dính là mình được 4 con này hả? 3 con cá chen, con cá lóc, con cá sặc. 2 cá sặc. Hả? 2 cá sặc. Tôi thấy cái lợp sau này mình có 1 con nè, nhìn lập trước ha. Ê già cả nhìn không rõ. Trời, tới rồi nghe, tới rồi nghe. Tới rồi. Tới rồi.
Già cả nhìn không rõ. Thông cảm cho tôi đi mà. Tôi già rồi hả? Ừ. Ôi có cái nè chị. Ủa nè. Ồ cá sặc cá chê nữa. Vàng cô ơi. Ủa cá chê vàng cái ngon quá hả? Cá chê vàng á. Cá chê vàng. Lâu lâu mới được con cá chê vàng ngon vậy ha. Quá ngon ha. Cá chê vàng. Rồi cho vô. Lâu lắm rồi mới thấy. Quá dạ. Ở dưới đây là cái đường nước. Cái đường nước người ta xạ để người ta. Ta đánh cái đường nước cho rút cá ra ta. Ôi rút nước ra. Cây vàng cho nó qua. Bởi vì cả, cỏ nó bít lại nè, nó sâu thiệt nhưng mà cỏ nó bít lại nha. Cá thường thường nó đi vô trong đó. Nó dựa trong cái đường mương. Nó núp theo này nè. Không ai bắt nó được nè. Chuyến này mình phải bắt nó được nè. Chạy thôi cho khỏi. Trời mưa nó mát mình lội đi chứ. Ừ. Nó lội cũng giống mình vậy đó. Mát mát lội hoài vậy nè. Chị lội đi đâu chị? À. Có bọt cá sặc quá trời luôn. Ý ngộ ăn cái lợp là vô con cá sặc á cô. Cái này cũng có. Ê, vậy là mình ở trong mình chặn cái nhà nó lại nè. Hả? Nó bọt nhiều nè. Ừ. Nó đi về nhà nó. Chặn cái nhà nó lại nó thịt vô cái lợp đi. Ừ. Đó, cái nào cũng có cá hết á. Trứng ốc thôi à chị ơi coi nè. Hả? Trứng ốc rồi nè. Cá chê đó nó vô cái nó bít cái lợp luôn. Ừ. Làm giòn luôn. Làm giòn nó hết trứng nhất luôn. Mày hát cái chê, mày chứ lợp bắt cái chê. Mày về bà về bên chế Úc rồi. Mày về tay chậm rồi. Ai vô được tay tôi làm bây giờ thoát ra. Tới nghe, tới nghe, tới nghe. Tới quên nó tính đi luôn hả trời. Úc này. Ôi nó hết hồn. Trời. Mới có kéo cái vỏ lên nè. Ừ. Đó, đó. Ồ, con cá lóc ngon quá chị ơi. Nè. Ôi, hai con cá lóc luôn. Nó chặt nữa. Ôi nó ngon rồi nè. Quá sáng ngon luôn rồi. Đây bỏ vô. Rồi, bỏ thu rồi chú ơi. Để thu rồi. Trúng mánh này, trúng mánh này. Ngon thiệt cũng ơi. Nó ú cô. Hả? Gì chị? Cá lóc nó ú nha. Ngon. Cá lóc lên cá lóc có chua nha. Chị ăn cái gì chị ăn muốn mặn gì mặn. Trời ơi, cá lóc. Cá lóc ú mềm. Ú thiệt chứ. Ủa sao cái nào không vô cái sặc hết trơn trời. Hai sặc nữa nè. Này đặt lờ được nè. Ừ, đặt lờ dính có cái sặc rồi đó. Ừ. Chị biết sao không? Cái sặc nó mặn lỗ quá. Ừ. Mình đặt rằn rằn nữa. Nó có cái bột của nó đó. Bọt ốc cho là cái ốc. Ừ. Quá. Cá thiệt càng ngon. Ủa ta. Nước lại cốc. Em chỗ này nó sâu nè. Chỗ này sâu. Chỗ này ba cái này cắt người lắm nè chị. Ừ. Sao người ta nước ngập thì người ta không chặt cho chết đi ta. Nè nghỉ đi luôn rồi nè. Tính không? Mới chơi sâu rồi giờ mới nghỉ đi chơi, rồi đó. Thêm chống là em nè, nè. Em thiệt nè. Lên lò mắt dạng luôn nè. Cố lên. Nè, cố lên đây. Đó. Cố lên. Cố lên. Rồi. Tới luôn. Tới luôn. Cái rồi. Cuối cùng luôn. Cùng luôn. Rồi. Trời. Trời cái gì? Cuối cùng không có thằng con. Không có con ốc còn gì luôn nữa chứ. Rồi. Xong tim. Ờ, cái này sạch sẽ luôn. Ừ. Cái nó có lủng không? Không có. Có không? Không. Rồi trở lại đi về. Đi, quên nữa chứ. Đi trở lại đi về, về chỗ nãy em nói chị đó. Rồi. Ở lại. Không quay đầu hả? Khỏi. Đổi đi. Tới chỗ đó đi rồi quay. Đâu có bánh lái bên gì đâu, cái xuồng mình đó nè. Rồi mấy chị em dân vỏ lợp xong rồi. Thì mình đổ cá ra. Mình đặt 5 cái mà dính 4 cái à. Cá nè. Cá nè. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Ừ, con cá lóc. Hai cá lóc, hai con cá sặc. Đồng đều ha. Đồng luôn. Đồng luôn á. Đây mà cũng có con cá lóc. Cá nó vô trước nó dãy hay vậy? Cá này nó vô trước nó để chóc đầu luôn. Đó. Nó kiếm đường ra mà nó ra chưa khỏi. Đây của em nè, cá lóc, cá chê nè. Tôi cá bự, tôi sao tôi lâu quá vậy? À, tôi mở nó bự bự chút.
xuống đi. Chưa thôi, biết xong cá mình bự, mình mở rộng rộng chút mới được. Bự nó mới ra. Ừ. Mà thấy nó bự không? Tội nghiệp nó quá à, nó chảy máu. Tội nghiệp con cá quá à, nó chảy máu mỏ hết trơn rồi nè. Nằm nó chặt hả? Ừ. Cá chê vàng ngon dễ sợ luôn. Chút. Đãi cho chút. Chưa. Nó gì được rồi nè. Dạ không? Dạ. Bọt không ra đó. Chảy máu mỏ được. Đi con. Nãy giờ mình dạ chảy ra đi sư phụ. Đó. Thấy chưa? Sư phụ của tụi đó. Vô xa quá nó lại chảy máu mỏ luôn rồi. Đúng rồi. Xuống. Nữ. Trời ơi kiếm đường cho ra luôn thấy không? À, ngon cá. Chùa. Ngon quá ha. Ừ. Đi là 4 con cá chê. 3 con cá, 4 con cá lóc. Ừ. 4 con cá chê. 4 con cá chê. Con đồng đều quá cá ha. Sạc, à, cá sặc ốc đồ. À, cá lóc này thì dân sẽ nấu canh đu đủ ha. Ừ. Cá này muốn làm gì làm. Rồi. Rồi bưng vô, dẹp đi, dẹp. Bưng đi tôi dẹp này. À, mấy chị em dân ra đây bẻ tu đủ. Đấy ha. Mình lựa cái trái nào nó mỏ dịch á, nấu nó ngon. Nó hồng hồng ha. Hồng hồng. Ok. Ừ. Cái thứ ham ha. Wow. Mình bấm vô cái đít nó chảy ra cái mũ màu trắng trắng rồi nó mỏ dịch. Ừ. Trái này ngon ghê luôn ha. Ừ. Trái này cũng mỏ dịch rồi đó. Trái đó cũng được. Trái này đi. Trái này cũng chín luôn rồi nè. Cái này hồng hồng nè. Hồng rồi đó ha. Và trái đó luôn. Trái này là trái này hồng hồng. Ừ. Trái này là vừa ăn rồi nè, nè chị. Rồi mình bẻ luôn trái đó nữa đi. Bẻ trái này đi nấu canh. Bự dữ không trời. Tại đi mình nấu chín rồi mình mời cái làng lan với mình. Thôi. Mời bà con là nó sắm ghiền. Sắm ghiền. Ừ. Trái này chín rồi nhỏ xíu nè. Bẻ luôn đi. Nè. Ừ. Mà êm quá. Này bơi lớn là người ăn dừa nè. Trái này là được. Dạ. Trái đỏ đỏ chắc lợi. Ừ. Trái này là hồng rồi nè. Rồi cá mấy chị em dân cái vỏ lợp về. À, cá lóc này chị dân nấu canh đu đủ. Chị Ba chị Út sắc đu đủ. Còn cá chê thì dân kho tiêu vài khứa. Còn cá chê nó bự. Giờ dân sẽ kho tiêu trước. Quá thì ngon. Dọn heo bỏ đây đi. Tư luôn. Giờ dân bắt chảo lên để mình kho cá. Đây, cho mỡ vô. Giờ mình bỏ đường vô mình thắng nước màu. Hồi nước màu mình thắng gì được mình cho cá vô. Chở tới chở lui vậy nè cho nó săn thịt con cá cái mình cho nước mắm vô. Cho nước mắm vô. Mình cho hạt nêm vô. Mình cho nước vô. Tại cá này nó là bự quá, cho nước vô. Ồ, cá mình ngon dữ rồi nè. Thấy ngon chị Ba? Ngon. Cho mấy trái ớt vô. Dụ chị Út nè, bỏ ở đây giấu chị Út. Chị Út nghe hả trơn rồi. Ngồi đó hả chú? Ngon mà, chú Út ngon mà. Ớt ngọt mà. À, cho miếng tiêu nữa, vừa ớt vừa tiêu luôn. Đi. Tính cho chị sao ơi chị tính dụ chị Út đây mà cho mấy lát hành lên thơm chưa gì bưng cái nồi này nó ra rồi nhắc xuống được rồi bắt nồi canh lên
quá ngon. Quá ngon luôn xôi cà. Cho thơm bưng luôn á. Bắt cá nó canh lên chút ơi. Rồi. Rồi chị ba bắt. Bắt cây tươi ấy của cho. Rồi nước mình sôi mình cho cá vô. Này là quá sôi luôn rồi đó. Rồi mình cho miếng đường, nước muối, hạt nêm vô luôn. Chờ chín cá mình cho đu đủ vô. Hớt bọt ra. Rồi cá mình vậy được rồi mình cho đu đủ vô. Rồi nồi canh mình gì được là mình cho thêm tiêu vô. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Rồi xong bước xuống. Rồi cơm canh mình nấu chín rồi, mời má ăn cơm. Mời các bạn ăn cơm cùng mình nha. Rồi bếp cơm. Má nè. Ăn cơm đi cả nhà ơi. Cá kho. Đợt dính cá chê hết hồn bự luôn. Má ngon luôn cả. Má, nè má ăn đi. Cá vô lợp. Nó vô nó nằm cái đầy một lợp luôn. Em kho nó mềm. Nó biết mà chuyện rồi. Hết nhúc nhích luôn. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà. Ăn cá chê kho tiêu. Cá chê này quá ngon vậy dù da luôn. Ăn thử một chút, rồi. Ngon lắm. Ăn thử coi. Thấy không? Mời các bạn ăn cá chê kho tiêu. Mời các bạn ăn cơm nè. Cá chê mừng kho tiêu. Tí nữa lỡ mang chút. Hai người dành hả? Cá lóc. Cá lóc cũng bự cứng rồi nè. Con bự nhất bằng nấu canh luôn. Trời thịt nó trắng nó ngon. Mời cả nhà luôn. Mời cả nhà ăn cá lóc nấu canh. Thịt nó ngọt ngay à? Mời các bạn ăn cá lóc nấu canh đồ đủ. Mời các bạn ăn cá lóc nấu canh nha. Cá lóc mình bự quá trời, nấu canh đồ đủ nó ngọt hết biết luôn. Cá ngọt đồ đủ ngọt luôn ha. Ngọt như đường không? Dạ. Cho đủ đồ đủ à? À, ở ngoài vỏ nó xanh vậy hả chút? Nè, gọt ra nè. Cá bẻ là tôi nói gọt rồi. Chắc này chắc gì mình ăn ra đủ xanh là không ngờ đâu nó... Đỏ tư hả? Chưa đỏ tư luôn nè. Ngọt. Mình nấu không tới nửa trái nữa, còn nhiêu nãy giờ mình ngồi ăn. Quá bự. Tôm đó chị ăn đi. Cá lóc kho tiêu. Một cá chê kho tiêu. Ngon. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.